Hai cả nhà, hiện tại thì mọi người đang dần trở lại với guồng quay của cuộc sống, học tập và làm việc. Duy chỉ có một điều, Payo nghĩ vẫn không thay đổi dù giãn cách hay là tái mở cửa, đó chính là chiếc điện thoại bên cạnh mình. Điện thoại để kết nối với người thân này, bạn bè này, hỗ trợ trong công việc, học tập và giúp mình lưu giữ lại những khoảnh khắc trong cuộc sống. Và để mình kể cho các bạn nghe, một ngày của Payo sau khi Hà Nội mở cửa là như thế nào với chiếc Galaxy Z Flip 3 5G của mình nhé. Dù tái mở cửa hay chưa thì ngày nào cũng cần phải nấu ăn này. Từ hồi xài Galaxy Z Flip 3 5G thì cái công đoạn vào bếp của mình thực sự dễ dàng và có nhiều cái thú vị phết. Nhìn này, với Flex Mode, những hôm cầu kỳ muốn làm thử món mới, mình có thể vừa mở YouTube học hỏi cách chế biến này, vừa có thể nốt lại công thức ngay lập tức, vừa đa nhiệm chia đôi màn hình. Flex Mode với chế độ rảnh tay còn giúp Payo những ngày giãn cách có thể vừa gọi video call cho gia đình hay là bạn bè, vừa tranh thủ làm việc khác nữa đấy. Flex Mode còn ứng dụng tuyệt vời trong việc tự đặt điện thoại để quay video hay là chụp ảnh selfie mà không cần giá đỡ hay là tripod đấy các bạn. Tha hồ tạo dáng làm cho đủ kiểu nhá. Nhìn ảnh mình chụp với hai chú lợn trụi lông đây này. Đó. Chia sẻ với các bạn là mình khá thích ngồi làm việc ở nhà thời gian gần đây. Một phần vì được quan sát hai chú mèo ở nhà thường xuyên, một phần chủ yếu là vì ở nhà bây giờ đã đầy đủ đồ dùng, quay, chụp này, giải trí hết cả rồi, bàn ghế thì lại êm ái gọn gàng. Nên là thường thì mình sẽ dành cả buổi sáng đến trưa ở nhà ngồi làm content, có việc cần quay thì mới lên studio buổi chiều. Sáng mình cũng sẽ xử lý giấy tờ luôn, ngay trên Galaxy Z Flip 3 5G. Từ hồi dịch dã giãn cách thì ký nháy toàn là ký online, cũng tiện mà thao tác trên điện thoại mình thấy nhanh nhẹn, mượt mà, không còn khó khăn hay là phải loay hoay như trước nữa. Sau khi hoàn thành mỗi đầu mục công việc thì mình cũng có giải trí một chút để thư giãn, có thể vươn vai đi lại hít thở này hoặc là làm một trận liên quân vận động tay chân trí óc, hoặc là vào play together câu cá 10 đến 15 phút. Dù có làm hay là chơi ấy, thì Galaxy Z Flip 3 của mình vẫn đáp ứng tốt và mượt mà. Vì dù là gặp lại nhỏ gọn xinh xắn nhưng mà hiệu năng thì không hề yếu ớt. Chip dòng Snapdragon 888 đó nha các bạn. Có hỗ trợ 5G luôn. Và công việc ở nhà thì cũng đã xong rồi nhưng mà bây giờ mình vẫn phải đi ra ngoài để giải quyết một số việc cá nhân khác nữa. Nhưng trước tiên phải thay đổi nha các bạn. Và chiếc Galaxy Z Flip 3 5G không chỉ là một chiếc điện thoại mà còn là một món phụ kiện rất là xinh xắn và khơi nguồn cảm hứng để mình có thể là ăn diện hơn. Và như các bạn cũng biết thì chiếc điện thoại này có tới 7 màu sắc trẻ trung và phù hợp với mọi cá tính luôn. Chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn, trong đó có 3 màu độc quyền của Samsung rất là xinh nha. Nhưng mà không sao, mình vẫn thích màu tím lilac này và hãy cùng mix đồ nhé. Giờ thì cùng lục lại trong trí nhớ của mình những bộ cánh tông xuyệt tông với MZ Flip 3 tím lilac này nhé. Đến đây rồi thì mình sẽ tranh thủ chụp một vài bức ảnh nha các bạn ơi. Có một cái điểm nữa trên Z Flip 3 mà mình cực thích, đó chính là quay chụp nhanh mọi lúc mọi nơi mà không cần phải mở máy. Với màn hình ngoài như thế này này, năm nay thì Samsung đã lắng nghe người dùng, trang bị màn hình ngoài của Z Flip 3 lớn hơn thế hệ tiền nhiệm, nên là hiển thị live view khi mà chụp đã mắt hơn, hiển thị thông báo cũng rõ ràng và truy cập nhanh được widget tiện lợi hơn. Còn nữa, với tính năng Dual Preview, nhờ chúng bạn chụp ảnh thì không lo ảnh xấu, ảnh bố cục lộn xộn vì mình có thể tự can chỉnh với Live View hiển thị ở màn hình ngoài nhé. Xem ảnh bao giờ chụp nha. Mà mấy cái khúc này vắng người thì mình mới dám bỏ khẩu trang ra chụp 2-3 tấm thôi à. Cuối ngày, hệ sinh thái Galaxy giúp mình có những giây phút chill cực kỳ thoải mái khi nghe nhạc mà vẫn không bỏ lỡ bất kỳ thông báo hay sự kiện nào với Galaxy Watch 4 và Galaxy Buds 2. Này nhá, nhiều bạn ấy bảo mình là cứ ngồi làm cái thử thách mà gập mở Galaxy Z Flip 3 5G trong vòng một ngày đi. Chắc là các bạn định phá máy của mình đúng không? Nhưng mà điện thoại sinh ra là để yêu thương chứ không phải là để hành hạ như vậy.
Còn thực ra thì Samsung cũng đã nghiên cứu cái độ bền gập mở của chiếc Galaxy Z Flip 3 5G và Z Fold 3 5G là lên tới gần 200.000 hay là hơn 200.000 lần á. Nói chung để mà phá và để cho điện thoại xuống cấp thì mình cũng phải ngồi gập mà không ăn không ngủ chắc phải đến Tết liên tục nhá. Và kết lại thì một ngày của mình sau khi mà Hà Nội mở cửa ấy là như thế này đấy. Nói chung là mình lời lãi thì được cả niềm vui này cũng như là rất nhiều những bức ảnh sống ảo. Mình có cẩn thận chụp cả ảnh thăm rồi luôn cơ. Nhưng mà không bạn nào có thể hack được ảnh của mình đâu nha. Bởi vì cái vấn đề bảo mật ở trên chiếc điện thoại Galaxy Z Flip 3 5G này là tuyệt đối bảo mật cực kỳ chặt chẽ luôn. Với Samsung Security thì máy được bảo mật rất là an toàn. Và mình có Find My Phone này, sao lưu dữ liệu và khóa từ xa có thể bảo mật thông tin của mình một cách an toàn tuyệt đối. Hơn nữa thì mình có là Samsung Pass này, rồi là mình có cả bảo mật mở khóa bằng vân tay, rất là tiện, kể cả đeo khẩu trang vẫn có thể mở khóa dễ dàng. Và nếu như các bạn mà thích những cái video dạng lifestyle một ngày như thế này hoặc là có thử thách gì dành cho mình thì có thể comment bình luận phía dưới nhé, để mình có thể thực hiện trong những video sau. Còn bây giờ thì bye bye.